có liên quan đến vụ án của chị Nguyễn Phương Hằng. Có rất nhiều cái vấn đề pháp lý nó nhỏ, nhưng mà nếu chúng ta không có để ý thì chúng ta sẽ bị hiểu sai, nhất là những vấn đề về phát ngôn tại phiên tòa. Cái tư cách của người tham gia phiên tòa thì cũng tùy theo cái vụ án dân sự hay là vụ án hình sự, mà chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta nói chuyện, trao đổi, trả lời, tranh luận với thành viên của hội đồng xét xử. Và qua đó tôi cũng giải thích thêm cho quý vị hiểu về một số các cái nhận định nó sai về cái chức năng nhiệm vụ của từng cái cơ quan tiến hành tố tụng trong một vụ án. Tại vì quý vị thường hay có những cái quan điểm nó bị cái sai lầm. Tôi nói giả sử đầu tiên á, là tôi nói về cái vấn đề là một số anh chị cho rằng tòa và viện thì thông thường á cùng quan điểm với nhau, rồi tòa với viện á, khi nào mà viện có ý kiến thì tòa cũng là tuyên theo ý kiến của viện. Xin thưa quý vị, mỗi một cái cơ quan tiến hành tố tụng là bản thân họ đã được đào tạo về cái ngành luật. Ví dụ như cơ quan điều tra thì họ cũng học về cái ngành luật hình sự, học về luật của công an nhân dân, đúng không? Bên chỗ của viện kiểm sát thì họ cũng học luật, và họ học về cái nghiệp vụ kiểm sát pháp luật. Và nghiệp vụ của tòa án là họ học về cái nghiệp vụ xét xử. Còn bản thân luật sư là họ học về cái phương án bào chữa và cũng học luật. Cho nên nói tóm lại, những người có cùng chung một cái xuất phát, có cùng chung một cái mình tạm gọi là một cái đẳng cấp, tạm gọi như vậy, và có cùng chung một cái xuất phát điểm và một cái nền tảng kiến thức chung với nhau, thì bản thân họ sẽ có những cái cơ bản là giống nhau. Còn tùy theo vụ việc thì họ sẽ có những cái là khác nhau. Tôi nói ví dụ, trong cái quá trình điều tra thì cơ quan điều tra họ cũng căn cứ vào pháp luật để họ mới tiến hành là xét xử. À không, họ tiến hành là điều tra một cái bị can bị cáo đó theo quy định của pháp luật. Nếu như bị can bị cáo đó có dấu hiệu tội phạm là họ khởi tố. Và dĩ nhiên, về cơ bản chung là cái người đó đã có dấu hiệu pháp luật rồi, là bị sai rồi. Rồi từ đó họ mới kết luận điều tra, họ đem qua viện kiểm sát. Thì viện kiểm sát họ cũng căn cứ vào pháp luật, họ căn cứ vào cái quá trình điều tra, họ mới cho ra cái cáo trạng. Rồi xong sau đó là mới đem qua tòa án, thì ông tòa án cũng nhận định theo cái pháp luật và nhận định theo cái quá trình điều tra và truy tố, coi nó có đúng hay nó có sai, thì họ mới tiến hành là xét xử. Và luật sư dựa vào hồ sơ vụ án của tòa thì luật sư cũng căn cứ vào pháp luật để luật sư bào chữa cho một cái vụ án đó. Cho nên bản thân ở đây xuất phát là từ điều tra, viện kiểm sát, tòa án hay là luật sư, họ cũng có xuất phát điểm và có những cái đặc thù chung với nhau là căn cứ vào pháp luật để xử lý. Cho nên cái việc viện kiểm sát và tòa án thường họ sẽ có những cái đồng điệu với nhau, và cơ quan điều tra họ có đồng điệu với nhau, chuyện đó nó rất là bình thường. Bởi vì họ có xuất phát từ cái nền tảng chung là căn cứ vào pháp luật, đúng không quý vị? Tuy nhiên, không phải vụ án nào viện kiểm sát và cơ quan điều tra hoặc là tòa án cũng là cùng quan điểm với nhau. Bằng chứng như thế này, quý vị thấy đó, thông thường thì quý vị để ý đi, ở những vụ án bình thường thì về cơ bản họ do xuất phát điểm của họ là từ cái quyết định khởi tố vụ án của cơ quan điều tra, và viện với tòa án họ mới căn cứ vào đó họ xét xử, thì thông thường là họ cùng cái quan điểm. Bởi vì là có sự việc đó xảy ra và có hành vi vi phạm pháp luật là họ cùng quan điểm, thì người phạm nhân đó là họ có tội. Nhưng đâu phải trường hợp nào cũng là như vậy, đặc thù là cái vụ án của chị Nguyễn Phương Hằng. Quý vị đồng ý không? Ở phiên tòa sơ thẩm, viện kiểm sát có quan điểm, tòa án đồng thuận với cái quan điểm của viện kiểm sát và tòa án tuyên bản án phù hợp với cái cáo trạng, đúng chưa? Tuy nhiên lên các phúc thẩm lại khác. Bản thân của ông viện kiểm sát, xin thưa quý vị, ở đây có một cái tình tiết thêm, tôi nói là rõ thêm, cái anh kiểm sát viên của tòa cấp cao đó là chính là cái anh kiểm sát viên mà tôi cãi ở cái phiên tòa phúc thẩm một cái vụ án ở Tây Ninh, mà vụ án đó là giết người đó, quý vị nhớ không? Tôi có kể cho quý vị nghe đó. Thì chính anh kiểm sát viên đó là cái anh đã là cái người đứng ra giữ vai trò công tố tại cái phiên tòa tôi cãi phúc thẩm.
là tôi cãi là từ cái án chung thân lên án tử hình, cũng chính là kiểm sát viên đó luôn. Đấy. Bản thân như thế này nè, đâu phải lúc nào viện kiểm sát và tòa án cũng đồng quan điểm với nhau, bởi vì mỗi người đều có một cái chức năng nhiệm vụ là riêng với nhau. Viện kiểm sát họ kiểm sát quá trình giải quyết vụ án và họ đưa ra cái cáo trạng để họ truy tố rồi họ luận tội, đúng không quý vị? À quý vị đó âm thanh rè hả, để tôi xem nha. Rồi, quý vị thấy đỡ hơn chưa ạ? Đỡ hơn cho tôi số 1 ha, tôi cũng chưa chỉnh âm thanh lại. Rồi, ok. Như vậy đó, ở cái phiên tòa phúc thẩm, viện kiểm sát hầu như là họ bác bỏ hoàn toàn các cái gì? À, chưa được nữa hả? Để tôi tắt cái micro nha. Rồi, anh chị đỡ hơn chưa? Rồi, bây giờ đỡ hơn chưa? À, vẫn còn rè hả? Ok ha. Thì như vậy quý vị thấy á, ở cái phiên tòa phúc thẩm thì viện kiểm sát á họ bác đi hoàn toàn các cái kháng cáo của những người bị can bị cáo và người có liên quan. Rõ ràng ở đây là viện kiểm sát không đồng ý với cái quan điểm và cái tiến hành xét xử của tòa án, bởi vì tòa án là chấp nhận cái kháng cáo của những người là bị can bị cáo là do anh Quân, Nhi, Hà, Tân bác bỏ luôn, bởi vì họ có cơ sở để giảm án, thậm chí còn hơn nữa họ còn xét xử đến cái mức là căn cứ vào khoảng 3 điều 357 để xử lý là giảm án cho chị Nguyễn Phương Hằng luôn, quý thấy không? Đâu phải lúc nào là tòa án với viện là cũng đồng quan điểm với nhau, cho nên có rất là nhiều người họ lại có những cái suy nghĩ nó tiêu cực, họ lại luôn cho rằng là viện làm sao là tòa làm vậy, cái đó là quan điểm rất là sai lầm. Thưa quý vị, cái quan điểm đó là cực kỳ sai lầm. Rồi quý vị thấy đỡ ổn hơn rồi đúng không? À này nữa ha, tôi không biết là sao. À rõ rồi, ok. À, cảm ơn mọi người. Mình tạm vậy ha. Hay là như thế này còn hơn? Đỡ hơn không? Ok đúng không? Rồi ok. Đấy. Cho nên quý vị thấy á, đâu phải trường hợp nào mà cũng là như nhau. Quý vị thấy nè, qua vụ án của Hồ Duy Hải, tôi nói thêm nữa. Vụ án Hồ Duy Hải, bản thân của ông Lê Minh Trí là viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao đã kháng nghị bản án của Hồ Duy Hải. Như vậy rõ ràng là giữa bên chỗ của viện kiểm sát và của bên tòa án họ cũng là bất đồng quan điểm với nhau, đúng không? Đó chính là một cái suy nghĩ mà một số anh chị là cho rằng là nó thông thường là họ là nói một cách nó mang tính chất là hơi hơi không đúng đắn, là họ cùng một xuồng với nhau, thường xã hội hay nói vậy. Nhưng mà xin thưa rằng là không phải. Mỗi người giữ một cái vai trò riêng trong cái quá trình tiến hành tố tụng vụ án. Và bởi vì họ có xuất phát điểm là như nhau, cho nên cái nhìn nhận của họ là nó giống nhau, là chuyện đó bình thường. Nhưng không phải trường hợp nào viện kiểm sát và tòa án cũng như là công an cũng là đồng quan điểm với nhau. Ha. Quý vị nào mà thấy rè, quý vị có thể là mình thoát ra rồi mình vào lại, thì tôi là thấy một số anh chị là thấy vẫn tốt mà. Rồi, câu chuyện thứ hai là cái câu chuyện có liên quan đến cái cách xưng hô tại tòa án. À, xin thưa quý vị là nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là cái trường hợp mình tham gia vụ án dân sự. Thì khi đó mình là cái người tham gia cái vụ án, có thể là nguyên đơn, có thể là bị đơn, có thể là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Thì khi mình nói chuyện với tòa án
Thì tùy theo cái vai trò của mình như thế nào, mình sẽ có cách xưng hô của mình là khác nhau. Ví dụ tôi là nguyên đơn thì khi tòa hỏi tôi trả lời rằng nguyên đơn kính thưa hội đồng xét xử, hoặc là tôi kính thưa hội đồng xét xử. Bởi vì cái người xử mình là cái hội đồng xét xử bao gồm nhiều cá nhân với nhau, thì mình kính thưa là hội đồng xét xử. Đó là quy định tại tòa án, mình bắt buộc là mình phải nghe theo. Hoặc chí ít mình xưng là tôi kính thưa hội đồng xét xử, hoặc là nguyên đơn kính thưa hội đồng xét xử. Đúng không? Ở tòa án là không có cái chuyện là cô dì chú bác như quý vị. Có một người lên tòa nói rằng là cảm ơn cô, xin thưa rằng là tòa án là bác liền, chỉnh liền. Ở tòa là không có chuyện là cô. Danh xưng để tham gia vào cái mối quan hệ ở ngoài xã hội hoặc mối quan hệ về hành chính với nhau đó, ông với bà chứ không có cô. Ha quý vị ha. Ông với bà thôi. Kính gửi ông hai chấm, kính gửi bà hai chấm. Đúng không? Chứ không có chuyện ra tòa mà tôi với cô làm gì cô nào ở đây, bà con cô bác gì ở đây. Đúng không quý vị? Rồi tiếp tục nè. Khi hội đồng xét xử hỏi mình là người ta đang đại diện cho một cái cơ quan tiến hành tố tụng để hỏi, thì mình phải là kính thưa hội đồng xét xử, hoặc là trả lời đúng thẳng vào câu hỏi của hội đồng xét xử, cảm ơn hội đồng xét xử, hoặc là đề nghị hội đồng xét xử. Mặc dù là từng cá nhân nói chuyện với mình, nhưng từng cá nhân đó là đại diện cho cả hội đồng nói chuyện với mình, chứ không phải tại một cái phiên tòa chỉ có cái ông ngồi ở chính giữa là cái ông chủ tọa mới là cái người được phép hỏi xin thưa không. Ông chủ tọa đơn giản là gì? Là cái người tiến hành xét xử mình cùng với hai người ngồi kế bên, nhưng ông ấy là cái người điều hành cả phiên tòa. Cho nên vì vậy đó, ông ấy giữ hai tư cách, một tư cách là người vẫn tiến hành xét xử, một tư cách là quản lý chung cho phiên tòa được diễn ra một cách tốt đẹp. Và những người gọi là thẩm phán ngồi kế bên thì họ vẫn là thành viên hội đồng xét xử và họ có quyền chất vấn mình để mình trả lời các câu hỏi. Và mình phải kính thưa hoặc là cảm ơn hội đồng xét xử, chứ không có chuyện cảm ơn cô bà chú bác gì đó, thì về nhà cô bà chú bác. Ở tòa là phải xưng hô theo quy định của luật tố tụng. Sinh viên trường luật bản thân năm nhất năm hai cũng đã học qua cái chuyện này rồi, đúng không quý vị? Chứ không phải rằng là sinh viên học hoài không ra trường lại đi phản biện rằng là cảm ơn cô, xin thưa cô bác gì ở đây. Sinh viên năm mức năm hai là đã có biết được rằng cái chuyện ra tòa là danh xưng là tôi, ông bà, hội đồng xét xử, nguyên đơn, bị đơn, chứ không thể nào nói rằng ra tòa xin cảm ơn cô chú, không có. Bởi học hoài không ra trường là đúng. À, đề nghị không ra trường luôn, học hoài, học mãi một lớp mà thôi, học cho cứng. Chừng nào cứng xong rồi hãy ra trường, chưa cứng đừng có ra trường, mất uy tín. Là cái gì? Rồi đó là vụ án về dân sự. Còn vụ án về hình sự thì cái người đứng trước vành móng ngựa, trước đây là vành móng ngựa, bây giờ không còn vành móng ngựa nữa, bởi vì làm như vậy đó là về cái mặt con người đó nó hơi phản cảm một chút. Thì hầu như các tòa án trên thế giới họ đều bãi bỏ cái vành móng ngựa rồi, và Việt Nam chúng ta cũng đã bãi bỏ vành móng ngựa rồi, chỉ là một cái bục khai báo thôi ha. Hồi xưa là vành móng ngựa, bây giờ là bục khai báo, nhưng cách xưng hô vẫn là nếu mình là bị đơn thì mình nói rằng là bị đơn, nhưng mà bị đơn á thì nó được một cái khoảng rộng hơn một chút, có quyền xưng tôi, bị đơn có quyền xưng tôi, đúng không, bị hại có quyền xưng tôi, nhưng mà bị can và bị cáo phải xưng là bị can và bị cáo, không được phép xưng tôi. Khi hội đồng xét xử hỏi là hỏi bị can bị cáo, và khi mình trả lời là kính thưa hội đồng xét xử và xưng là bị can bị cáo để trả lời cho người ta, cái chữ tôi trong trường hợp này được chuyển thành là bị can và bị cáo. Đấy, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền xưng tôi trong trường hợp này, nhưng mình xưng tôi là bản thân của mình, là chính mình, nhưng khi mình nói chuyện với hội đồng xét xử là phải kính thưa hội đồng xét xử hoặc cảm ơn hội đồng xét xử, chứ không có cô gì chú bác ở đây hết. Mình nói sai mà mình là sinh viên thì người ta là chỉnh mình là đúng rồi, mình còn bắt bẻ nữa, đúng không quý vị? Mình học luật mà mình nói sai người ta chỉnh mình để về học lại, biết đâu được cái chỗ này là sau này là mình đi thi rồi mình gặp câu hỏi đó là mình rớt rồi sao, phải cảm ơn hội đồng xét xử chứ,
người ta nhắc nhở cho mình để mình hiểu bài hơn, sau này mình thi biết đâu ra trường. Chính cái câu đó là từ 4 điểm rưỡi thành 5 điểm đó. Mà người ta chỉnh mình một cái là để cho mình là hiểu hiểu hơn, đúng không? Hiểu hơn rồi mình sẽ rút kinh nghiệm, rồi mình vượt qua những cái bài thi của mình, rồi mình là ra trường. Chứ có gì đâu mà quay trở lại để bắt bẻ, nói rằng là ăn hiếp này kia, rồi chỉnh sửa. Người ta sửa là đúng, bởi vì không có chuyện làm cô gì chú bác gì ở đây cả. Ha, phải tuân thủ quy định của phiên tòa và bộ luật tố tụng đã quy định cách xưng hô của phiên tòa đã nói rất rõ ràng rồi. Như quý vị, xin thưa quý vị thêm là cái chỗ mà cái cô thẩm phán đó, cái cô ấy á, là cái người tham gia hội đồng xét xử vụ án của em Bình, cô thẩm phán Duyên đó. Cô ấy là một trong những thẩm phán tham gia xét xử vụ án của cháu Bình, em Bình. Và những cái gì tôi trình bày tại phiên tòa để bảo vệ quyền lợi cho cháu Bình ở Vĩnh Long đó, thì chính thẩm phán đó là một trong những người tiếp thu những ý kiến của tôi là luật sư bào chữa. Và cuối cùng thì cháu Bình, em Bình là được giảm án. Đó chính là cái cô thẩm phán đó. Rất lắng nghe những gì tôi trình bày, và họ hiểu lại vụ án, và họ xem xét toàn diện vụ án để cho em Bình có một cái mức án nó được thấp nhất có thể. Thưa quý vị, đó chính là những gì tôi ấn tượng bởi cái cô thẩm phán Bình, cô thẩm phán Duyên. Và anh kiểm sát viên tại phiên tòa ngày hôm trước, trong vụ án chị Nguyễn Phương Hằng đó, anh kiểm sát viên đó là anh kiểm sát viên mà đã tham gia kiểm sát cái vụ án tôi cãi ở vụ án ở Tây Ninh, là cũng là phúc thẩm luôn. Thưa quý vị, rồi tiếp tục nữa, tôi thấy mấy ngày hôm nay người ta đó là có đăng cái bài viết giải thích tùm lum tùm la, rồi tự nhiên đăng một cái bài viết á là trả lời cho luật sư vlog Âu Quang Phục. Xin thưa với quý vị rằng là tôi có hỏi người ta bao giờ đâu mà trả lời tôi. Khi nào người ta hỏi thì mình trả lời, đúng không? Nói thêm nữa, tại phiên tòa người ta đề nghị hỏi thẳng trực tiếp vào vấn đề, mình đi trả lời lan man người ta cắt mình, lúc đó mình quê, rồi mình quay qua mình phản ứng với người ta. Người ta hỏi là bây giờ tố người ta tội gì, chứng cứ đâu, có đơn hay không, trình bày rõ coi, thì không trả lời thẳng trực tiếp vào câu hỏi của người ta, mà đi trả lời lan man người ta cắt một cái, nói người ta khó quá, cắt lần thứ hai, nói khó quá, tại mình lan man. Ra tòa trả lời ngắn gọn, có hay không có, chứng cứ ở đâu, nộp cho ai, khi nào, đơn như thế nào, tố tội gì, hành vi gì. Không trả lời, trả lời cái gì đâu không à. Rồi người ta cắt á, nói người ta khó. Không có khó, đúng không? Rồi tự nhiên tôi phân tích, tôi giải thích những gì pháp luật quy định để cho hiểu rõ hơn, thì lại không chịu hiểu. Xong rồi cái cuối cùng tự nhiên là trả lời cho luật sư vlog Âu Quang Phục. Tôi có hỏi đâu trả lời. Trong tòa người ta hỏi không trả lời. Trong tòa người ta hỏi lại không trả lời. Ra ngoài xã hội tôi không hỏi, tự nhiên đi trả lời Âu Quang Phục. Tôi đâu có hỏi gì đâu. Quý vị thấy không? Tôi đâu có hỏi gì đâu, tự nhiên trả lời cho luật sư vlog. Chừng nào người ta hỏi đi rồi mình trả lời. Tôi hoàn toàn tôi không đặt câu hỏi nào hết, cũng tự nhiên trả lời cho luật sư vlog nữa. Lãng xẹt. Quý vị thấy không? Tôi chứng một cách rất quớt không? Trong tòa người ta hỏi, trả lời lan man. Ra ngoài tôi không hỏi, tự trả lời cho tôi. Trời đất quỷ thần ơi. Có thêm một tình tiết nữa tôi chia sẻ với quý vị luôn đó. Là tôi rất là thích khi mà vụ án này có ghi nhận một cái nội dung. Mà cái nội dung này tôi cho rằng là rất là hay. Chắc có lẽ là tôi cho quý vị xem. Một cái vị kiểm sát viên có phát biểu về tình huống. Thưa quý vị, đối với các vụ như là bà Nguyễn Phương Hằng có đơn thư tố cáo đối với là Nguyễn Thị Hằng Ni, Trần Văn Sĩ thì đã được xét xử. Nguyễn Thị Duy Oanh, Quỳnh Minh Thân, Trần Thị Lực Trang, Đinh Thị Lan là cũng được là cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ nếu có căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật. Những người có đăng ký quản lý sử dụng các Facebook có
tên là Đàm Ngọc Tuyên, Quỳnh Ngọc Thiên Hương, sớm dự kiện Giác Tịnh Dân, Maria Trần, Đinh Thu Hiền, Vô Thường, Đinh Lan và các tài khoản Youtube khác là được cơ quan tách ra để xác minh làm rõ ở vụ án khác. Như vậy, trong vụ án này không có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm như kháng cáo của người có liên quan là bà Ni và bà Lan. Đó là những cái nội dung mà tôi thấy được qua phiên tòa, thì cũng vẫn là giữ nguyên những cái gì của cái phiên tòa sơ thẩm kiểm sát, giữ nguyên những cái gì của cái phiên tòa sơ thẩm ghi nhận, để trả lời luôn cho một số các anh chị nói rằng tại sao lại xử lý bà Nguyễn Phương Hằng mà không xử lý những người khác. Xin thưa quý vị rằng là tôi đã nói rõ ở tại cái nội dung của những live stream trước, khi người nào làm trái pháp luật, nhà nước xử lý người đó, và từ từ rồi sẽ xử lý tiếp tục. Và tôi rất tâm đắc một cái nội dung mà chỗ của kiểm sát viên ở phiên tòa sơ thẩm chị Nguyễn Phương Hằng có nói. Kiểm sát viên lưu lại cái nội dung những người nào vu khống xúc phạm chị Hằng, anh Dũng, công ty cổ phần Đại Nam là đều được ghi nhận vào trong cáo trạng theo đơn yêu cầu của chị Hằng và anh Dũng. Và khi đó thì các luật sư bảo vệ cho cái người liên quan đề nghị là phải đưa cái nội dung đó ra khỏi cáo trạng, thì kiểm sát viên không đồng ý. Kiểm sát viên cho rằng vụ án cần phải giải quyết trọn vẹn đầy đủ thì mới đảm bảo tính khách quan, tính nghiêm minh của pháp luật. Và nội dung đó của viện kiểm sát đã được tòa án cấp sơ thẩm ghi nhận hoàn toàn và đưa vào trong hồ sơ vụ án, tức là cái bản án của sơ thẩm có ghi nhận tình tiết đó, là cơ quan chức năng điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiến hành nghiên cứu, tìm kiếm, xử lý, xác minh thông tin. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật những người đã từng vu khống xúc phạm chị Hằng, anh Dũng sẽ xử lý. Bằng chứng đó chính là đã có xử lý hai người là chỗ Đặng Thị Hằng Ni và ông Trần Văn Sĩ. Và nội dung này cũng đã được lặp lại tại phiên tòa phúc thẩm, đó chính là vị kiểm sát viên cũng đã nói về vấn đề này. Hay quý vị, và tôi tin chắc rằng là nội dung này cần phải được lưu tâm để cơ quan chức năng tiến hành xét xử trong thời gian tới, nếu như chứng minh được hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng, nhất là những người đã nói xấu vu khống chỗ của chị Hằng nợ 30.000 tỷ, anh Dũng nợ xấu 30.000 tỷ, ảnh hưởng cho đất nước, công ty Đại Nam là đổ chủ, rồi thế nào là khu đô thị gì đó ở bên Bình Phước gì đó là có 4-500 lá đơn tố cáo tố giác lừa đảo, thì đó chính là những cái nội dung mà anh Quỳnh Quý Dũng và chị Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng để tố cáo tố giác. Hiểu gì? Hy vọng là pháp luật rất là nghiêm minh để xử lý những trường hợp này. Quý vị thấy ghê quá ha. Trời, tôi nghe mà tôi ớn lạnh luôn á. Tôi cứ nghĩ là phiên tòa là phúc thẩm là họ không có nhắc lại, chứ ai ngờ họ nhắc lại luôn. Là tôi giật mình luôn, trời đất ơi. Pháp luật Việt Nam mình là cũng rất là rõ ràng đấy chứ, người ta xuyên tạc đấy chứ. Rồi, tôi xả vai về cái chỗ mà tôi xả vai pháp luật sư nha quý vị. Xả vai hết vai rồi. Hết vai rồi. Hôm qua có một người hỏi tôi á, tại sao mà lại đi cải tay đôi với một cái sinh viên luật chưa biết ngày tốt nghiệp. Thì tôi mới nói không, tôi không có cãi lộn. Bản thân của tôi thấy những gì người ta viết, thứ nhất là không đúng, thứ hai là viết sai. Và tôi phân tích bình luận để tôi hướng dẫn cho cái người dân, người xem kênh của tôi biết những lời nói đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật và những lời nói đó là hoàn toàn không đúng. Tôi hướng dẫn, tôi giải thích, tôi phân tích cho người dân hiểu. Chứ tôi không có rảnh để mà tôi ngồi tôi đôi co với cái người sinh viên chưa biết ngày tốt nghiệp. Nói gì? Rồi, câu chuyện thứ hai hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị. Ví dụ mà kim cương hụt sòn, tôi xả dai rồi nha, tôi hết giai đoạn luật sư rồi đó. Nhưng mà ai hỏi pháp luật thì tôi trả lời cho quý vị. Trong lúc tôi nói chuyện á, tôi xả dai đó, thì tôi vẫn là tư vấn pháp luật cho người dân. Nếu như anh chị nào đặt câu hỏi về là đất đai nè, nhà cửa nè, ly hôn nè, đòi nợ nè, chia thừa kế nè, tranh chấp nhà đất nè,
vẫn có quyền đặt câu hỏi cho tôi và tôi đọc được, tôi sẽ vẫn tiếp tục trả lời và tư vấn pháp luật cho mọi người. Nhưng mà tôi đang nghiên cứu về cái gọi là kim cương. Tôi thấy một số người nói là đeo kim cương gì mà kim cương hột sòn tắm, hột chút xíu hè có 500 ngàn. Cái vấn đề đặt ra đó, 500 hay 1 triệu gì không biết, nhưng cái vấn đề đặt ra là người ta có gắn người ta đẹp, đúng không? Người ta có gắn người ta đẹp rồi, bắt đầu mới là khi dễ người ta nói tại sao có kim cương á, mấy chục triệu đô mà không đeo. Mỗi viên á, tôi hỏi quý vị nè, gắn trên răng thì người ta gắn viên nhỏ thôi thì mới ăn được, chứ có ai mà bị vấn đề không mà gắn cái viên kim cương cỡ móng tay gì vô răng lấy gì ăn, đúng không? Quý vị thấy hợp lý không? Tôi thấy hợp lý thì tôi nói thôi. Gắn kim cương trên răng hay là gắn đá gì đó thì gắn cái hột nhỏ thôi, người ta còn ăn được, người ta còn nhai được. Có ai mà đi gắn viên kim cương cả móng tay lên răng để mà đi ăn sao ăn, rồi sao nhai? Vậy mà đi cũng đi ngồi đi nói chuyện là chê và hàng là không có kim cương, rồi gắn kim cương dởm. Có ai mà khùng gắn kim cương mấy chục carat cả móng tay lên răng không, rồi sao gắn? Nó còn nặng hơn cái răng nữa sao gắn? Gắn trên răng thì người ta gắn nhỏ nhỏ để mà dễ giao tiếp, rồi người ta nói chuyện, người ta còn nha, người ta còn làm những chuyện khác được chứ. Ai mà đi gắn vô cái răng kim cương chà bá vậy rồi sao nha? Nó vậy mà cũng nói được nữa. Trời đất không. Tôi bực mình nhất ở chỗ tự nhiên tôi không có nói tên người ta, cái người ta trả lời luật sư, vlog và các youtuber, có ai hỏi đâu trả lời, tự nhiên ngồi hứng sản rồi cái tự nhiên cái trả lời, có câu hỏi mới có câu trả lời chứ, người ta không hỏi tự trả lời rảnh. Rồi mời các anh chị đặt câu hỏi gì pháp lý ha, tôi sẽ trả lời cho quý vị ha. Rồi là thêm nữa nè, cái việc còng tay đó, thật ra tôi xin chia sẻ với quý vị nó như vậy. Đối với cái người phạm vào các cái tội, ví dụ ảnh hưởng có khả năng gây tác động ảnh hưởng đến người khác đó, thì cơ quan chức năng người ta mới còng tay, hiểu không? Ví dụ nè, các cái tội xâm phạm đến tính mạng người khác, cố ý gây thương tích, tội giết người, tội làm chết người, những cái tội đó có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của người xung quanh thì mới bị còng tay. Còn bây giờ chị Nguyễn Phương Hằng á, bà chỉ đơn giản là phạm tội 331, tội phát ngôn, chứ đâu có làm cái gì đâu mà còng tay người ta, đúng không? Mình học mình phải hiểu và mình phải là nhận thấy vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Chứ một cái người vi phạm pháp luật mà ở góc độ là chỉ là phát ngôn thôi thì còng tay để làm cái gì? Bởi vì có những trường hợp tôi chia sẻ với quý vị nè, đâu có phải người nào vi phạm pháp luật cũng bị bắt tạm giam. Có rất nhiều người vi phạm pháp luật nhưng vẫn cho tại ngoại để điều tra. Đâu nhất thiết trường hợp nào cũng phải tạm giam đâu quý vị. Đấy, người ta đánh giá rất là nhiều vấn đề, chứ không phải người ta đánh giá qua một cái hành động thôi, đúng không? Quý vị thấy trong ngoài xã hội đi, nhiều người là bị vi phạm pháp luật nhưng mà lại bắt tạm giam, nhưng nhiều người lại không bắt tạm giam. Cho nên có người vi phạm pháp luật 331 không bị còng tay, nhưng có người lại bị còng. Người ta xem xét ở nhiều yếu tố lắm. Và cái tôi nói với quý vị là những cái tình tiết, mà một trong những tình tiết nó đơn giản, nó dễ hiểu thôi. Còn mà phân tích kỹ ra và sâu ra thì nó có rất nhiều thời gian để phải phân tích. Nha quý vị. Nghe cũng đi ghét bỏ người ta nữa. Lý do vì sao không còng tay? Mà cái đó nó đâu có quan trọng đâu. Cái đó nó chỉ là những tiểu tiết ở bên ngoài,
Cái vấn đề là mình ra phiên tòa mình tập trung vào cái chuyên môn của mình để mình trả lời thẳng vào các câu hỏi của tòa án. Tố người ta tội gì, chứng cứ đâu, hành vi như thế nào. Đó chính là những cái mà tòa án hỏi, mình phải trả lời thẳng vào đó, chứ không phải đi ra tòa rồi ngồi đếm có 250 công an. Đúng không quý vị? Cái quan tâm không chịu quan tâm, đi quan tâm cái gì đâu không à. Tự nhiên đi ra tòa, cái mà mình cần trả lời cho tòa đó, để mình khiếu nại, để mình tố cáo á, thì mình không chịu học bài, mình đi ngồi mình đếm. 1 công an, 2 công an, 3 công an tầng 1, 4 công an tầng 2, 5 công an phía sau, 7 công an phía trước, đi xin chai nước. Không cho là đúng rồi. Rảnh ra tòa là mình tập trung vào chuyên môn của mình, chứ mình đừng có ngồi đếm bao nhiêu công an với bao nhiêu người đi phục vụ nước. Tập trung vô cái đó là mình lơ là cái chuyên môn của mình. Thua là đúng. Đúng không? Thua là đúng. Tự nhiên bây giờ lãng quảng vài bữa khui thêm nữa, tòa án có mấy tầng, tầng mấy bao nhiêu viên gạch đó cũng mệt rồi. Thiệt, lãng quảng mốt ra tòa đếm, tòa diện tích sàn là 300 m, mỗi viên gạch là 60 x 60, rồi sắp xếp kiểu này là khoảng 400 viên gạch. Mốt lãng quảng đếm viên gạch ở tòa án lắm luôn, chứ rảnh ra tòa đếm 250 công an, rồi ra tòa mà đếm bán với cái người phục vụ là nước uống, rồi bốn người là quá trang, dùng từ thấy ghét nữa, quá trang, trang điểm, quá trang gì, sân khấu hay quá trang, ngồi đếm cái gì đâu không, hồi tòa hỏi quên ráo luôn, đó, bằng chứng đó, ra tòa làm chuyện vô không. Quý vị tôi đúng không? Cái là hợp lý mình nói thôi, chứ mình cũng không có làm gì mà mình đi nói xấu người ta. Tôi nói những cái nó là sự thật thôi. Khi mình ra tòa là mình đi chiến đấu với bên đối lập của mình, thì mình phải tập trung để mình làm sao đó cho chứng cứ của mình nó phải vững chắc, lời nói lập luận của mình nó phải rõ ràng, thì mình mới có cơ may mình thắng người ta. Mình đi ra tòa mà bây giờ đi mình đi đếm lá, bây giờ thôi quý vị chứ đi ra tòa mà ngồi bây giờ á là đi cầm một cái lá cây, bước xuống yêu, không yêu, kiện, không kiện, một công an, hai công an, bốn người trang điểm, tám người là phục vụ nước, 250 công an, trời đất ơi, tối ngày cứ lo nhớ con số liệu là 4 người, 8 người, 250 người, không sao nhớ tình tiết vụ án mà cãi người ta. Khổ. Đúng hết thiệt chứ bộ. Cái tập trung không tập trung. 37, 38 độ C, người ta mặc một cái áo thôi để cho nó thoát thân nhiệt, cho nó mát, cho nó đỡ bị nóng. Trùm nguyên cái chiếc khăn gió ấm lên, nó lên 40 độ nữa mệt nữa. Chú gì thấy cảnh mà trùm chiếc khăn gió ấm không? Chiếc khăn đó là ở bên phương Tây người ta lạnh đó, mấy nước mà hàng đới đó, người ta trùm lại cho là giữ ấm, giữ ấm mỏi, giữ ấm cuốn họng. 40 độ mà đi ra ngoài đường trùm lên hết cái đầu, 40 độ lên thành 42 độ nữa, rồi lúc đó nói xào xui. Anh Sam Quách anh hỏi nè, đây ông thân chủ của tôi nè, ông thân chủ của tôi hỏi tôi nè, cho anh hỏi là có luật nào cấm bị cáo không được thay đồ khi xử gặp không? Không có luật nào cấm hết á, không có luật nào mà cấm là khi xét xử không được thay đồ á. Quý vị thấy là vụ án của Thiền Am đó, đang trong lúc giữa chừng mà bị cáo có dấu hiệu là suy giảm về sức khỏe, thì tòa án tạo điều kiện cho bị cáo vào phòng nghỉ. Ví dụ ông Lê Tùng Vân đang khi mà xử ở phiên tòa phúc thẩm thì ông Lê Tùng Vân có dấu hiệu sức khỏe, tòa án cho phép vào trong phòng trong để nghỉ ngơi, rồi lúc đó mới đi ra tòa tiếp tục. Tòa tạo điều kiện cho các
người tham gia của vụ án mà. Tòa rất là nhân văn. Trong trường hợp những người bị bệnh có quyền đề nghị với tòa là cho phép ngồi để trả lời bằng chứng vụ án của bà Trương Mỹ Lan. Có những người bệnh không nói được và người ta không đứng dậy được, sức khỏe được phép ngồi để trả lời. Tòa rất công tâm. Đúng không quý vị? Tôi thì quý vị chứ mấy anh chị ngoài Bắc á, ngoài Trung á, mà gần khu phía Bắc á, mà cái mùa rét, cái mùa nồm á, nó lạnh á, thì đôi khi cũng còn mua cái chiếc khăn gió ấm là hoàn cổ được. Ở miền Nam 40-50 độ quấn chiếc khăn gió ấm lên một cái thì lúc đó bệnh luôn nó sao xui. Trời đất ơi. Rồi xin mời các anh chị đặt câu hỏi về pháp luật đời sống ha. Tôi sẽ chia sẻ về pháp luật đời sống với quý vị. Ví dụ là ly hôn nè, thừa kế nè, đất đai, nhà cửa, tranh chấp ha, cho mượn nợ. Thôi, nói vô cho mượn nợ tôi mới nhớ. Tuyên bố thẳng luôn. Chỉ có ngân hàng nợ tôi thôi, chứ tôi không có nợ ngân hàng. Khủng khiếp thiệt. Tuyên bố chắc là chỉ có ngân hàng nợ tôi thôi. Tôi không có nợ ngân hàng. Khủng khiếp chứ. Quá khủng khiếp luôn. Mà thấy cũng kỳ nha. Tôi thấy chỗ này nè. Lâu lâu á tôi ngẫm đó. Ra tòa mà đi nói chuyện vậy á, luôn cả cái chuyện mà cảm ơn cô á, là cái nguyên tắc nó đã sai với cái việc mà nói chuyện giữa một đương sự với một người là thành viên hội đồng xét xử rồi, đã sai cơ bản rồi. Mà hồi đó giờ tuyên bố á, là ra tòa rất nhiều lần, kinh nghiệm đầy mình, rồi được đào tạo nữa trong ngành luật nữa, mà sao mà kỳ ta, sao mà đi trả lời với hội đồng xét xử kỳ ta? Đúng không? Tôi thấy là nó có những cái điều nó rất là vô lý. Nói rằng là đi kiện này kia hầu tòa rồi làm việc với công an đồ dữ dằn lắm, mà đi ra ngoài tòa nói chuyện thức quốc à, là tôi phải suy nghĩ lại cái chuyện mà hồi đó giờ thật sự có đi tòa hay không nữa. Đúng không? Trời đất ơi. Tôi nhớ là nhà đâu có phải ở gần quận 9 là kho đạn rồi Long Bình hay là ở Hố Nai, Hố Bơm gì đâu. Tôi nhớ nhà là hộ khẩu là nằm trong đây mà. Hộ khẩu nằm trong quận ở trong đây mà. Chứ đâu có nằm ở ngoài Hố Nai, Hố Bơm với kho đạn Long Bình đâu. Mà tuyên bố chắc nịch dữ vậy. Như thấy không, tôi chỉ nhắc lại thôi. Tôi chỉ nhắc lại những gì người ta nói thôi, chứ tôi nói thêm nói bớt gì đâu. Có chị Phong Thủy Đức Hòa hỏi là luật sư dự đoán mức án của bà Trương Mỹ Lan. Thì hôm bữa nói rồi đó. Hôm bữa nói rồi, chắc vừa cột thôi. Quên nữa, lập chiến công phá 5 đường dây nữa, giúp toàn giúp bộ công an không, đâu giúp dân thường đâu. Vụ án toàn là kinh điển không, giúp bộ công an không à, chứ đâu giúp người thường. Trời ơi, quá khủng khiếp luôn.
À, có người chị nó là đi tìm chồng hả? Thôi thôi, người ta có bạn trai ở nước ngoài đó, ở đó mà tìm chồng. Người ta có bạn trai rồi, bạn trai người ta toàn là chủ tịch không à, nghe tôi hết hồn luôn. Tôi nói đúng sự thật, tôi không nói thiệt nói bớt nha, người ta tự tuyên bố người ta là không dám hé lộ tên bạn trai đâu, bởi vì là một người á, là nói chung là có cái gọi là cái địa vị đó, Việt kiều chủ tịch không, cái đó tôi nói thiệt á, tôi kể lại thôi. Có chị Thanh Thiên hỏi nè, luật sư cho hỏi tội hủy hoại tài sản, công an phường đã lập biên bản sự việc rồi, giờ thưa kiện làm sao? Làm một lá đơn thư tố giác tội phạm gửi lên cho công an phường và công an quận, đề nghị đi giám định thiệt hại giá trị của tài sản đó, nếu trên tôi nhớ mức là 2 triệu đồng thì phải đó, là sẽ bị xử lý hình sự nha. Phải giám định thiệt hại mới được ha. Nhiều khi món đồ đó đó mình mua đó, thì có hóa đơn chứng từ, nhưng mà trong quá trình mình xài đó thì cái giá trị của nó được giảm dần, thì mình muốn biết được người ta có vi phạm pháp luật hay không là phải đi giám định lại cái giá trị của nó, rồi lúc đó mới biết được là họ có vi phạm pháp luật hay không ha. À, cái anh Đức Hồ, Đức Hồ Quốc Đức á, nói là nhà triệu đô hả, triệu đâu, triệu đô la phủ á, chứ triệu gì. Hồi xưa tôi nhớ là tôi phân tích cái bài là cho mượn nhà ở thuê tại sao không trả, tôi phân tích cái bài đó về pháp lý về hợp đồng cho thuê nhà, xong rồi là tôi phân tích pháp lý về cái hợp đồng là thế chấp ngân hàng, tôi phân tích pháp lý xong rồi chửi tôi quá trời quá đất luôn. Tôi mới hỏi ủa nhà của mình thì mắc mớ gì không đứng tên của mình, đúng không, nhà của mình thì mắc mớ gì không đứng tên của mình mà cứ nói nhà của mình, mà trong khi đó hộ, mà trong khi đó sổ hồng là của người ta, mà hơn nữa nằm ở ngân hàng nữa, muốn mà sang tên cho mình được thì phải lấy cái sổ hồng ra rồi sang tên, bây giờ bản thân đã nằm cái sổ hồng tên người ta mà nằm ở ngân hàng thì nó của mình sao người ta tin được. Tôi phân tích là hợp đồng thuê xong rồi cuối cùng chửi tôi quá trời luôn. Nè chị Lê Ngọc Hạnh có nhớ tôi phân tích cái bài mà hợp đồng cho ở thuê ở nhờ nè, hợp đồng thuê nhà đó, tôi phân tích cái bài đó xong rồi không biết trúng tim đen sao chửi tôi quá trời đất luôn, mà tôi chỉ phân tích pháp lý thôi chứ tôi có nói xấu ai đâu. Có bạn anh Khoa hỏi là có tới 4 cái nhà giá trị gấp 8 lần nhà của chị Hằng ở Nguyễn Thông, đúng không luật sư? Đúng rồi, nhà đó ở ngoài kho đạn Long Bình ở ngoài đó, nó nổ một phát rồi nó bự một cái rầm bằng 4 năm ngôi nhà của bà Hằng luôn, nhà đó nó bự dữ lắm, muốn cỡ nào là cỡ đó, quan trọng sức nổ của nó nhiều hay ít thôi. Nếu mà cái nhà đó mà giá đất mà lên đó nổ một cái bùm một cái nguyên kho Long Bình đó mà nổ rồi thôi, chứ giá trị cả 100 lần.
Anh Lâm có hỏi là luật sư cho hỏi xe đứng tên chồng vợ sử dụng thì có cần ủy quyền không? Quý vị hơi bị sai lầm chỗ này nha. Xe đứng tên cá nhân, cái ủy quyền á, là mình giao cho người khác được quyền định đoạt cái tài sản của mình là bán giùm ha, chứ không phải ủy quyền là mình giao cho người ta xài. Mình nên nhớ chỗ đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, giữa vợ với chồng á, đó là tài sản chung hợp nhất, cho nên chồng đứng tên là cũng thuộc phần tài sản của vợ, mà vợ đứng tên cũng là tài sản của chồng. Cho nên giữa vợ và chồng á, là không có chuyện mượn xe của nhau. Vợ chồng là đồng sở hữu chiếc xe, chẳng qua nhà nước ghi nhận được có một cái tên trên cà vẹt thôi ha. Cho nên vợ chồng là không có cái chuyện là mượn của nhau, mà là của nhau và cùng chạy. Còn mình ủy quyền cho người khác là mình ủy quyền người khác định đoạt, hoặc là mình ủy quyền để cho người ta là sử dụng nó để làm tăng giá trị lên, đó là ủy quyền. Và cho nên là một số anh chị hơi hiểu sai về chỗ ủy quyền nha, hơi hiểu sai đó. Có bạn Tiến nói cộng đồng mạng nè: luật sư ơi, tại sao ông Dũng lò vôi không dám đến tòa xử vợ mình? Vấn đề là nó không đến, chứ không phải là không dám đến phiên tòa xử vợ mình. Phải hiểu bản chất sâu xa của nó. Cái việc này chẳng liên quan đến ông Dũng hết, không liên quan gì cả. Thì anh Dũng thấy rằng là quyền lợi của mình nó không bị xâm phạm thì anh Dũng không đến, nó rất là bình thường, đúng không? Nó rất là bình thường thôi, không có gì cả. Bởi vì quyền lợi của tôi là người liên quan, mà tôi thấy rằng là quyền lợi của tôi nó không bị xâm phạm thì tôi không đến, thế thôi, đúng không? Còn cái chuyện anh Dũng không đến không có nghĩa rằng anh Dũng không đứng sau lưng để ủng hộ chị Hằng, hoặc giúp sức, hoặc củng cố tinh thần của chị Hằng. Hai chuyện hoàn toàn khác nhau, người ta là vợ chồng, đúng không? Mình không có quyền suy luận anh Dũng không tới là đừng bỏ chị Hằng, không phải vậy. Chị Huệ Mẫn có hỏi: tôi cho cháu trai một căn nhà để làm của riêng, xin hỏi nếu như mà không may cháu tôi mất sớm, vợ và con có được hưởng tài sản đó không? Được hưởng, bởi vì tài sản đó là của cháu trai. Mà cháu trai mất thì có nghĩa là vợ và các con và cha mẹ của cháu trai sẽ là người được hưởng. Thôi chị ha. Có anh chị hỏi tôi có bà con với Âu Dương Chấn Hoa Hồng Kông không? Không, không liên quan. Âu Dương Chấn Hoa sẽ đẹp bằng tôi. Âu Dương Chấn Hoa chỉ được cái đóng phim hay thôi, nhưng mà xét về nhan sắc là không có cửa nha. À, chị Hằng Trần nói là lúc chiều xem trên TikTok thấy là cô sinh viên là cầm cái iPad đứng trước cổng tòa mà cười té ghế luôn hả? Trời ơi, đứng trước cổng tòa nắng chang chang luôn, quấn chiếc khăn gió ấm lên đầu. Cái thời trang đi tòa kỳ quá. Cái thời trang đi tòa giống như U70 vậy, lạ lùng. Cái thời trang mà ngó sơ qua thì U70 luôn.
chị hành cô à, cha đứng trên đất chết chị dành luôn, thưa ra tòa cũng thưa chị giàu à, thưa ra tòa cũng thua vì chị giàu, còn em thì nghèo quá, thưa 7 năm cũng chẳng được gì, luật sư kêu thúc đẩy nghèo chả ăn thua gì. Không, nói vậy là không chính xác. Mình có luật sư mà, mình đề nghị luật sư của mình là phải làm việc hết trách nhiệm để đẩy nhanh vụ án chứ, chứ đâu thể nào nói rằng là chị mình giàu rồi mình nghèo hơn là mình thua. Xin thưa rằng là nói như vậy là do là mình có cái nhìn nó không có có khách quan về quá trình giải quyết vụ án. Quý vị thấy vụ án của Hồng Loan đấy, kiện cũng một năm trời rồi đó mà có đến đâu đâu. Bởi vì trong quá trình giải quyết một vụ án nó rất là phức tạp, chứ nó không như mình nghĩ nha quý vị. Mình nghĩ cái chuyện nó đơn giản lắm là do mình nghĩ thôi. Còn khi tiến hành giải quyết vụ án là có nhiều nội dung tình tiết trong đó mà mình không lường tới được. Và khi ông tòa ông xử là ông ấy phải đảm bảo được cái việc xử bản án phải đúng pháp luật. Mà không đúng pháp luật là ông quan tòa chịu trách nhiệm. Cho nên cái việc người ta phải làm cho nó rõ và nó kỹ người ta mới xử, điều đó là đúng. Bởi vì khi người ta ban hành bản án không đúng thì người ta là cái người thứ nhất là không được bổ nhiệm lại. Thứ hai, nếu cố tình làm sai là người ta phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự nữa. Cho nên là mình nói rằng là tiền ít tiền nhiều ở đây tôi cho rằng là điều này không đúng. Hiểu gì ha? Điều này không đúng. Bởi nhiều khi tôi nói thiệt với quý vị, tôi tội nghiệp hai ông luật sư đồng nghiệp của tôi. Chắc hai đồng nghiệp của tôi cũng vất vả lắm đây. Thiệt, tôi nói thiệt tình luôn á, là tôi cảm nhận được và tôi rất là thương hai ông đồng nghiệp của tôi. Rất vất vả, thiệt vất vả lắm. Quý vị biết tôi đang nói sao không? Biết nói tới ai không? Bởi xem cơ của tôi là phải xem nhiều mà mới biết được. Tôi rất tội nghiệp cho hai ông luật sư đồng nghiệp của tôi, vất vả khủng khiếp luôn. Ngày nào cũng nói chuyện hết, tôi nghĩ hai ông đó chứ không phải mua thuốc trợ tim hay là mua thuốc để uống thêm đó chứ thiệt, chịu không nổi đâu. Thiệt. Vụ án này phải tính thêm tiền thuốc trợ tim nữa, với tiền tăng huyết áp nữa, tính thêm. Thường á, là chi phí luật sư họ không tính phần đó. Tại cái phần mà huyết áp này kia hay là cái phần mà tăng xong á, là không tính. Cái đó là bệnh. Mà trong vụ án này nếu như mình mà lường trước cái hậu quả đó, mình tính thêm tiền tăng huyết áp với tiền thuốc trợ tim. Con bạn nói và nhắc nhở tôi ngày mai chị ấy kiện tôi đó. Không nữa, tôi nói thêm nữa, hôm qua tôi nhắc nhở cái vụ á là ra tòa đó, mình phải dùng cái ngôn ngữ lời nói sao cho nó chỉnh chu một chút để cho người ta biết à, mình là có ăn có học, mình học hơn người, mình học là tới hai cái trường nổi tiếng luôn, trong khi đó người ta dữ lắm người ta học có một cái trường thôi, mình học hai cái trường nổi tiếng.
hai ngành hot nhất nữa mà ra là xin mày tao. Rồi hôm nay nói chuyện với tôi, tao trả lời cho mày biết, trời đất ơi, cũng tao nữa. À phải nói với Thương, ừ chị nói cho em biết nhé hay sao, thì nó cũng còn chút tình cảm chị em hay sao. Đây tôi đọc đây, xưng mày tao á, chuyện kỳ cục lớn rồi, nó chuyện kỳ cục. Để tôi nói cho nghe nè, đây chỗ này, mày tao nữa ha, tao trả lời cho mày biết, lớn rồi nó chuyện kỳ cục quá, học có ăn có học, có chuyện kỳ quá. Ừ. Ra tò mà nói chuyện lên mạng nói chuyện vậy đó, rồi người ta coi người ta đánh giá là sao. Học hai trường đàng hoàng chứ phải học một trường đâu, hai trường nổi tiếng nữa. Y trường Y với trường Lực. Đó, đúng rồi đó, chị Mai Hà đó, đúng đó. Ai cho mày sẽ móng chân, cái chuyên môn không tập trung, đi ngó móng chân của người ta, tập trung những cái gì đó không, thua là phải, thua là phải rồi, không có trách ai được hết rồi. Đi ra ngoài đó móng chân móng tay, rồi để ý là bao nhiêu là viên kim cương hột sòn gắn răng, rồi để ý bao nhiêu viên ngọc trai gắn lỗ tai, rồi để ý bao nhiêu cọng tóc là sơn nhuộm tóc khi nào nữa. Trời ơi, cái tập trung không tập trung, tập trung cái gì đâu không, hồi quên bài, tò hỏi không trả lời được đó, xong rồi tò hỏi tiếp tục đuối lý, cự tò luôn, về làm 3-4 clip cự tò luôn. Ngay trên thưa nhắc nhở nha, vụ án đã kết thúc, bản án đã có hiệu lực pháp luật, những phát ngôn mà trái với pháp luật, cố ý xuyên tạc là bị vi phạm pháp luật, và người ta xử lúc đó nói sao xui ha, lúc đó nó bị quan đi đó. Nhắc nhở thôi. Quên nữa, đá lộc nheo nữa, trời đất ơi, người ta có đá người ta mới rớt, bởi vì người ta được là quay gắn kính camera vô thì người ta mới là đá lồng nheo. Có ai mà không được quay ống kính đá lồng nheo không, cái đó mới có vấn đề. Còn người ta được tập trung vô để người ta được quay phim lên ảnh để người ta đẹp thì người ta mới đá lồng nheo để người ta làm duyên, chứ ai ngồi một mình tự đá lồng nheo không, cái đó mới là có vấn đề đó, đúng không? Cái đó mới vấn đề, không có ai ngồi mình đá lồng nheo mình đó. Người ta được chăm chú vô để người ta quay phim chụp hình để đưa lên màn hình để đăng báo này kia thì người ta mới thấy người ta là được chú ý, người ta được tập trung, người ta mới đá lồng nheo để làm duyên thì người ta mới đá, chứ ai ngồi đá mình không. Cái anh chị Hoàng Đức Trương đó, đúng đó, giống như vụ Thiền Am đó, xuyên tạc công an đó, xuyên tạc tòa án cho giữ vô, rồi lúc đó là sao xui đó. À, có điềm nữa, chuyện tâm linh tôi nói gì nghe, chuyện tâm linh không đùa được đâu, kêu bị cáo luôn đó, kêu bị cáo luôn, chuyện tâm linh không đùa được đâu nha. Có những cái chuyện đó, mình không nói thì nó công, mình nói người ta mình nó xui nó quẩy, chuyện tâm linh nó không đùa được đâu. Làng quảng cũng giờ đang lên clip chửi tôi nữa chúng chừng. Làng quảng giờ đang làm clip chửi tôi nữa đó. Nè con chị này nè, chị Như Nguyễn nè, luật sư có ăn học mà bên dịch bà Hằng là tù nhân lãnh án 2 năm 9 tháng mà nịnh bợ bưng bô đội bô bà Hằng quá,
nên nhớ rằng bà Hằng là người tù 2 năm 9 tháng, không phải tù treo nhé luật sư. Dốt mới bênh vực cho phạm nhân. Chị lại sai nữa. Cái nghề nghiệp của tôi là tôi phải bào chữa bảo vệ cho thân chủ của mình. Và thân chủ cho dù có đúng hay có sai gì mà người ta nhận thức ra được cái hành vi của họ, tôi vẫn tham gia bào chữa và bảo vệ. Đúng không? Anh trưởng ban thi đua khen thưởng bảo vệ trực tiếp cho chị Nguyễn Phương Hằng là anh luật sư Hồ Nguyên Lễ. Thế thì chị đang nói là luật sư là không đúng nữa à? Đúng chưa? Cái nghề của chúng tôi là phải bào chữa bảo vệ cho thân chủ của mình. Cái đó là nghề nghiệp. Đúng không? Đâu phải một phạm nhân họ vi phạm pháp luật là họ không có cơ hội trở về với đời sống xã hội. Bản thân pháp luật còn cho phép họ được những cái đặc quyền, đặc xá, ân xá, đại xá. Nhà nước còn tạo điều kiện cho những người đã lầm lỡ và vi phạm pháp luật sớm quay trở về với xã hội mà. Thậm chí người ta còn là khi một phạm nhân mà được tuyên án tử, người ta còn được phép là gửi đơn lên chủ tịch nước để chủ tịch nước là miễn án tử cho người ta mà. Chẳng lẽ lúc đó nói rằng là chủ tịch nước là thiên vị sao? Đúng không? Bản thân chị nói như thế này là không đúng. Chị Hằng có cái sai của chị, nhưng không phải vì cái sai đó mà mình lại không cho chị ấy bất kỳ một cơ hội nào để làm con người tốt cả. Và chị ấy đã nhận thức được cái sai đó, chị ấy đã hân hận được rồi. Và bây giờ chúng ta phải mở rộng vòng tay để chị ấy quay trở về để làm việc tốt cho xã hội chứ. Đâu phải người nào là phạm nhân cũng là người xấu hết. Đúng không? Đâu phải người nào là phạm nhân là người xấu hết. Ví dụ Nhi Hà Tân, mấy đứa đó nó chỉ là những cái đứa để đi làm công ăn lương thôi, nhưng mà vô tình bị dính vào pháp lý, chứ nó đâu phải là người xấu. Nhi Hà Tân là ba người làm công ăn lương mà, nó có làm gì nên tội đâu. Nhưng rõ ràng là pháp luật vẫn là pháp luật, vẫn xử lý là có tội. Nhưng rõ ràng tụi nó là người tốt. Chẳng lẽ là tụi nó bị gọi là phạm nhân, bị ở tù rồi lại không cho nó quay trở về với xã hội? Đó là suy nghĩ tiêu cực. Đúng không? Tôi thích thì hợp lý không? Suy nghĩ như chị là tiêu cực. Hễ ai ở tù là mình không được quyền tiếp xúc, và hễ ai ở tù là mình không được quyền giao lưu. Cái đó là suy nghĩ rất tiêu cực. Đúng không? Còn gì bào chữa nữa không? Thế tôi phân tích cho nghe nè. Những người có ý kiến là trái chiều với tôi. À, anh Tùng Ngố có hỏi là nếu như em ấy bị bắt, luật sư có bào chữa miễn phí em ấy không? Không, không dám luôn. Thiệt, không dám. Người ta tự bào chữa được đó. Người ta dù sao cũng là sinh viên đó. À, người ta tự bào chữa được luôn đó. Có một số anh chị á, ở đây á, mình phải nói rõ ràng với nhau nè. Hai luật sư đồng nghiệp của tôi hoàn toàn ủng hộ và tôn trọng, bởi vì đó là những đồng nghiệp của tôi. Họ đang hoạt động nghề nghiệp, chứ không phải họ đi họ bảo vệ cho người đó là mình phải quy người đó là xấu hay tốt. Xin tôi là không nha. Mình phải rõ ràng với nhau. Tôi rất là thương hai ông đồng nghiệp của tôi, rất vất vả trong thời gian vừa qua. Đó là công việc hai vị ấy phải làm. À,
Đúng rồi đó, anh Vui Phạm mới đúng đó, là xui cho hai ông đó gặp kèo xương, đúng rồi đó, chính xác á. Nói chung với là nghề nghiệp và đồng nghiệp nhau tôi thông cảm thôi, nhưng mà có những cái trường hợp gặp xương khó ăn lắm. Rồi thôi tối nay mình nghỉ ở đây thôi vậy ha, tôi còn chuẩn bị hồ sơ cho vụ việc ngày mai tôi tiếp một thằng chủ nữa. Thôi chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc, chúc quý vị xem kênh YouTube của luật sư Vlog. Chúng ta không công kích cá nhân, chúng ta thấy sai chúng ta phân tích để rút kinh nghiệm, và chúng ta chỉ dựa vào pháp luật để chúng ta nói thôi. Chúng ta không có nói xấu người khác, nhưng chúng ta phải biết cái nào đúng cái nào sai và phân tích để rút kinh nghiệm thôi ha. Không bên nào, không bênh vực cho bất kỳ một cái bên nào, chúng ta chỉ nhìn ở góc độ pháp lý mà chúng ta chia sẻ với nhau. Chúc quý vị có buổi tối thật là ngon giấc. Anh chị nào có nhu cầu nhờ tôi tư vấn pháp luật trực tiếp hoặc nhờ tôi tham gia bào chữa vụ án nào đó, có thể liên hệ với tôi thông qua số điện thoại 0899508487, số đó cũng là số Zalo luôn. Khi quý vị liên hệ thì một là gặp tôi, hay gặp luật sư Hiền, bà xã tôi sẽ là người tiếp chuyện và đặt lịch cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.